đây là một trong những loại cà phê Arabica ngon nhất Việt Nam. Nhưng lại được trồng ở một địa hình không lý tưởng. Đời này chỉ cao 600 mét thôi. Đây là một trong những vùng trồng cà phê Arabica lâu nhất. Theo như lịch sử có ghi lại là năm 1926 là cà phê đã được trồng ở cái mảnh đất này rồi đấy. Trước đây người ta đưa cái cà phê vối vô trồng nhưng mà nó không hiệu quả. Rồi sau đó người ta chuyển qua trồng Arabica thì nó lại phù hợp hơn. Thường thì cà phê Arabica sẽ trồng ở độ cao từ 1.000 mét trở lên. Nhưng mà tại sao ở đây độ cao chỉ từ 600 mét mà vẫn trồng được cà phê Arabica ạ? Hướng vùng này nó có một cái vùng tiểu khí hậu nó khá là đặc biệt. Tuy là cái độ cao là 580 mét đến 600 nhưng mà cái biên độ nhiệt của ngày và đêm á, là nó dao động là cỡ khoảng 12 đến 13 độ và nhiệt độ trung bình quanh năm là từ 25 đến 27 độ, cho nên là nó phù hợp được với cái cây Arabica. Với lại cái vùng này nó lại nằm cận vị tuyến cho nên nó không có bị cái sự chi phối toàn bộ cái thời tiết như cả cái khu vực miền Trung, mà nó có cái thời tiết mát mẻ quanh năm vậy, cho nên là nó phù hợp với cây cà phê ở đây. Với dòng cà phê thương mại, Arabica khe xanh hướng đến tiêu chuẩn cà phê đặc sản.